Chào thầy và các bạn, em tên là Lê Dương Dương, mã số 1814274. Hôm nay em sẽ trình bày bài tập cho con vít 16x87 cách nối với ba nút nhấn up, down, star và hai led bài đoạn. Yêu cầu ban đầu hai led bài đoạn này số 05. Nhấn up thì tăng lên 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị. Phạm vi hiển thị của hai led bài đoạn nằm từ 5 đến 15. Nhấn start thì hai led bài đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấn sơ đồ bao nhiêu lần. Với những yêu cầu trên, ta làm những nội dung sau. Đầu tiên vẽ mặt, tiếp theo là vẽ lô đồ, tiếp đến là viết chương trình và cuối cùng là mô phỏng. Trong bài tập này có hai con led bài đoạn. Hai con led bài đoạn này là sử dụng hai led bài đoạn anode chung kết nối với con 16x887 thông qua bọt D và bọt C. Với bọt D là hiển thị giá trị hàng chục, còn bọt C là hiển thị giá trị hàng đơn vị. Tiếp theo là ta kết nối ba nút nhấn up, down, star với ba chân RB0, RB1 và RB2 để điều khiển hai con led bài đoạn theo yêu cầu của đề bài. Ta gắn phát anh ngoại với con 16x887 thông qua option code 2 và option code 1 với thông số là 10 MHz. Ở đây là ta có mạch reset. Khi muốn mạch trở về trạng thái ban đầu, ta nhấn reset là mạch điện trở về trạng thái ban đầu. Giải thích lô đồ, phía bắt đầu chương trình, ta khai báo thư viện, tại biến đếm, cấu hình cổng, ta gắn giá trị cho biến đếm bằng 5. Tiếp theo ta giải thích và hiển thị led bài đoạn. Tiếp đến ta kiểm tra nút nhấn, nếu nút được nhấn là đúng thì ta kiểm tra điều kiện của biên đếm có nhỏ hơn 15 hay không. Nếu đúng thì đếm được cộng lên một giá trị và dài mẹ hiển thị led bài đoạn, còn nếu sai thì được dài mẹ hiển thị led bài đoạn. Tiếp theo, nếu nhấn up mà sai, ta kiểm tra tiếp điều kiện của nhấn nút down. Nếu đúng thì kiểm tra điều kiện của biên đếm có lớn hơn 6 hay không. Nếu đúng là biên đếm bằng biên đếm trừ cho 2 và dài mạng hiển thị led bài đoạn. Còn nếu biên đếm lớn hơn 6 mà sai thì dài mạng hiển thị led bài đoạn. Nếu nút nhấn down, kiểm tra tiếp theo của nút nhấn down mà sai thì ta kiểm tra của nút nhấn tắt. Nếu nút nhấn start đúng thì nhấp nháy số lần theo biên đếm và dài mạng hiển thị led bài đoạn, còn nếu sai thì dài mạng hiển thị led bài đoạn, và như thế sẽ thành một chu trình. Lúc này ta kiểm tra chương trình. Chương trình hiển thị không lỗi. Giải thích code. Dòng 1 ta khai báo thư viện. Dòng 2 ta cấu hình cho con bit. Ở đây hết là 20 bit là tốc độ cao. Dòng 3 đây là dòng ta sử dụng 10 MHz, nên ta khai báo 10 MHz.
Dòng 4 đến dòng 6 đây là dòng ta định nghĩa các chân úp đau ta. Dòng 7 đây là dòng ta pha béo mảng. Ở đây là mạng bài đoạn hiện tỳ từ 0 tới 9. Ở dòng 8 là dòng ta thà quý. Dòng 9 đến dòng 13 đây là chuyên nhân con để dài mạng hiện tỳ lép bài đoạn. Dòng nói dòng 11 về dòng 12 đều là xuất chết hiển thị cho một D, một C. Và ở bậc D đếm chỉ cho 10, ở đây nghĩa là xuất hàng chục cho bậc D. Còn một C là mẹ bảy đoạn, có đếm chia cho 10 để lấy phần dư, nghĩa là ta lấy, nghĩa là bậc C ta xuất ra hàng đơn vị. Từ dòng 14 tới dòng 16 tới dòng 26 đây là chương trình con để nhấn nút up. Dòng 16 đến dòng 18 đây là dòng các câu lệnh để kiểm tra thử nút nhấn có được chấm hay chưa. Nếu đếm nhỏ hơn 15 thì đếm sẽ được cộng lên một giá trị. Và trên con đề dài mạng thì lấy về đèn sau đó delay và kiểm tra thử nút nhấn có được thẻ hay chưa. Tiếp theo từ dòng 28 đến dòng 40 đây là chương trình con khi nhấn nút đeo. Tương tự như trên, dòng 30 đến dòng 32 đều là kiểm tra thử nút nhấn có nút nhấn hay chưa. Nếu nút nhấn nút nhấn thì kiểm tra điều kiện biến đếm có lớn hơn 6 hay không. Nếu biến đếm lớn 6 thì giảm 2 giá trị. Sau đó gọi cho chương trình con ra, gọi cho chương trình con để dạy mẹ hiện tại lấy bài đoạn, sau đó delay. Tiếp theo kiểm tra thử nút nhấn tao có được thả hay chưa. 42 đến 56 đây là chương trình con khi nhấn nút start. Cũng tương tự, dòng 44 đến dòng 46 đây là dòng ta kiểm tra thử nút nhấn có nút nhấn hay chưa. Nếu lúc nhấn nút nhấn thì ta có vòng lặp phụ thuộc về biến đếm. Nếu lúc này biến đếm bằng 5 thì ta có 5 vòng lặp, và trong vòng lặp đó ta gọi trên con để dạy mạng thì lấy về đoạn, sau đó delay 25 mili giây, sau đó ta tắt hai con lấy về đoạn, sau tiếp tục delay 25 mili giây. Từ đó ta có một hiệu ứng nhấp nháy trong 5 lần. Sau đó kiểm tra từng nút nhấn start có được nhấn hay chưa, có được thẻ hay chưa. 57 là chương trình con, chương trình 9. 58-59 đây là ta cấu hình cho bọt C, bọt D đều là ngõ ra, còn bọt B là ngõ vào. 61 là ta gắn giá trị cho biên đếm là bằng 5. Sau đó gọi cho nhìn con dài mã lép bài đoạn để dài mã thì lép bài đoạn. Gọi cho nhìn con nút up để nếu mà biến đếm nhỏ hơn 15 thì cộng lên một giá trị. Còn gọi cho nhìn con cũng nút down nếu biến đếm lớn hơn 6 thì giảm 2 giá trị. Tiếp theo ta nhấn nút start thì sẽ ra hiệu ứng nhấp nháy phụ thuộc vào biến đếm. Sau đó ta đến dòng thứ 6-7 nó sẽ quay lại dòng 2, sẽ từ đó sẽ tạo nên thành một vòng lặp. Cuối cùng là phần mô phỏng. Vì có đại đô nằm rồi nên ta bắt đầu chuyển chương trình. Theo yêu cầu của đề bài, khi hiển thị khi bắt đầu chạy chương trình thì hai con led bài đoạn nó sẽ hiện là số 0-5. Ta nhấn up một lần thì nó sẽ tăng lên một đơn vị, nghĩa là từ 5 ta tăng lên 6. Và theo yêu cầu của đề bài, giá trị hiện thị của hai con led bài đoạn này là từ 5 tới 15, nên ta khi ấn up nhiều lần giá trị hiện thị của nó chỉ được 15 thôi, không thể tăng lên 16. Khi ta nhấn down nó sẽ giảm 2 đơn vị, nghĩa là từ 15 ta giảm xuống 13, hôm nay ta dạy số 11, nghĩa là mỗi lần nhấn ta chỉ giảm 2 đơn vị, từ đó chỉ về số 5. Tiếp theo khi nhấn nút up ta một đơn vị, và ta nhấn nút bình thường ta nhấn nút down nó sẽ giảm đi 2 đơn vị. Và ở đây nếu 6 giảm xuống 4, mà số 4 này nó không nằm trong giá trị hiển thị nên bất chấp down có nhấn nhiều lần thì số 6 mình sẽ còn giữ nguyên. Còn khi nhấn nút start nó sẽ là cho hai con led bài đoạn nhấp nháy. Hai con led bài đoạn này nhấp nháy phụ thuộc vào con số đang hiển thị ở trên hai con led bài đoạn này.
Như đã thấy, con số đen hiển thị là số 6, nên khi ta nhân tắt thì nó sẽ nhấp nháy 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi ta nhấn reset, nó sẽ về 5. Còn mô phỏng của em đến đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.